con tên Linh. Họ tên đầy đủ của con là gì? Nguyễn Thị Trúc Linh. Ngày tháng năm sinh mấy? Ngày 2 tháng 5 năm 2007. Rồi, bây giờ con có thể nêu rõ lý do tại sao con quê ở Nghệ An đúng không? Mà từ Nghệ An con đi vô Bình Dương này là đi để làm gì? Con đi mở bán điện thoại. Bán điện thoại, đi bán điện thoại dùng cho người ta đúng không? Con xin việc làm ở đâu? Con xin việc làm ở shop Anh Beo. Shop Anh Beo, con search trên trang nào? Con được tuyển làm cộng tác viên ở trong shop của anh. Xong rồi bắt đầu chỉ ở bạn con là làm ở trên cộng tác viên, ở trên ấy làm cộng tác viên không có nhiều tiền. Chỉ ở bạn con là đi qua shop làm có nhiều tiền hơn. Xong rồi chỉ ở kêu con là bắt máy bay vô, chỉ ở trả tiền máy bay trước, chỉ ở đặt vé xong rồi chỉ ở trả tức tiền cho, rồi lấy tiền đi vào trả tiền máy bay với lại nộp tiền đồ cho chị. Con quê ở Nghệ gốc Nghệ An, con xin việc làm trên mạng đúng không? Mà được cái shop anh Quân đó giới thiệu là vô trong này bán điện thoại, làm công tác viên nhiều tiền hơn. Khi con đi ba mẹ gia đình của con có biết không? Anh em bà con có biết không? Con đi trốn đi đúng không? Ai là người chở con từ nhà Nghệ An này? Con ở đâu, địa chỉ cụ thể ở đâu, thôn ấp xóm? Con ở xóm 1 Quỳnh Lộc thị xã Hoàng Mai Nghệ An. Xóm 1 Quỳnh gì? Quỳnh Lộc thị xã Hoàng Mai. Thị xã Hoàng Mai đúng không? Nghệ An đúng không? Ai là người bắt Grab hay con đi bằng phương tiện gì con ra sân bay? Con đi xe. Xe gì? Xe gì? Xe taxi. Hết bao nhiêu tiền? Hết 172 ngàn. Ai là người trả tiền taxi? Con trả. Con trả. Con tại sao con có tiền? Con bán điện thoại để lấy tiền đi. Con trước khi con đi là con bán một chiếc điện thoại. Điện thoại của con là gì? Điện thoại iPhone 12 Pro. Ai mua cho con? Bố mẹ mua. Bố mẹ mua bao nhiêu tiền con biết không? Rất nhiều tiền cái điện thoại đó đúng không? Khi bắt đầu thấy con có hình dung được, khi mà con bán điện thoại đó mà người ta mua vé máy bay cho con để con vô trong miền Nam này, vô tại Bình Dương để con gặp cái shop người ta để làm việc hợp là công tác viên để bán điện thoại đúng không? Thế con vô đây con không có điện thoại liên lạc thì con gặp người ta bằng cách nào? Người ta đưa địa chỉ cho con, xong rồi người ta bảo con là tới cái địa chỉ đó đi, xong rồi người ta sẽ xong người ta sẽ ấy cho con. Sao nữa? Người ta bảo là tới địa chỉ đó xong rồi người ta thu tiền đồng phục với lại tiền đồ gì á. Xong rồi con tới xong người ta thu tiền của con, xong rồi người ta thu bao nhiêu tiền? Người ta thu con 5 triệu mấy cả tiền vé máy bay, cả tiền đồ. Chú ngắt lời con bán điện thoại một chiếc iPhone 12 Pro Max bao được chỉ giá được bao nhiêu tiền? Dạ được 5 triệu rưỡi. Sao lại được con 5 triệu rưỡi chiếc điện thoại đó? Con cắm. Con cắm hay con bán? Hay con bán? Con cắm. Đâu giấy con đâu? Giấy đâu, giấy cắm đâu coi. Giấy con của chị ở cũng cầm, chị ở bảo là không được cầm cái gì hết á. Con vô đây, con từ đó bắt xe cho đây, con có gặp chị lần nào chứ mà chị nó cầm. Rồi. Gặp ở đâu? Con gặp chị ở bên quán á. Quán ở đâu? Quán ở đâu? Con gặp ở ngoài Bắc đúng không? Dạ không, con gặp trong này. Trong này, cái tại sao con mới vô trong này con mới được gặp? Nhưng tại sao con dám đi bỏ trốn cha trốn mẹ, cầm cả cố cả điện thoại đúng không? Mà con dám mua trong này con không sợ người ta bán, người ta lừa con đi sang Campuchia, sang Trung Quốc để bắt con phục vụ gái mại dâm à? Con nó sợ không? Có. Hả? Con gặp ở đâu? Hiện nay ba mẹ, hiện nay con đi đến giờ phút này là mấy ngày rồi? Con trốn đến giờ phút này mấy ngày, trốn nhà? Dạ mới có một ngày, một ngày. Ngày hôm qua với ngày hôm nay. Hiện nay con có sợ không? Có. Sợ hả? Tới khi mà con gặp được cái người đó, người ta nói chuyện với con có giống như lúc thỏa thuận ban đầu để con bắt đầu trốn nhà ra đi không? Dạ có, người ta bảo con là đóng tiền đi, xong rồi người ta đặt cửa đáp cho con đi qua chi nhánh để bán điện thoại. Đóng tiền bao nhiêu tiền? Dạ đóng 5 triệu mấy á. Rồi con có đóng chưa? Con đóng rồi. Rồi đóng rồi, hiện nay con đã được hợp đồng để làm việc là cộng tác viên bán điện thoại chưa? Chị đó bảo là tại con chưa đủ 18 tuổi nên là con đi qua bên shop. Trước bán khi con đi, chị đó có hỏi con là bao nhiêu tuổi không? Dạ có. Có, tại sao bây giờ như vậy là chị đã lừa con đúng không? Dạ. Con đã nhận được cái điểm yếu của mình là chị lừa con chưa? Bởi vì trước khi đi con mới sinh năm 2007, năm nay mới 15 tuổi hơn à, đúng không? Mà người ta vẫn chấp nhận mua vé máy bay cho con và để con cầm điện thoại, con bán điện thoại một chiếc iPhone đúng không, trị giá rất nhiều tiền mà con cầm được có 5 triệu mấy à. Vô đây người ta bắt con phải đóng tiền, khi con đóng xong tiền rồi vé ngửa đưa sang người ta là người ta không nhận con nữa vì con không đủ tuổi, không đủ 16 tuổi trở lên đúng không? Vì vậy con biết mình bị lừa. Ai là người chở con ra bến xe để con gặp anh Grab, anh chở con về đây? Anh chị ở đặt Grab, chị ở bảo là kêu chị ở kêu Grab, chị ở bảo là chị ở đặt Grab để chở con đi qua bên chi nhánh để làm.
Nhưng mà con không biết anh Grab cho con đi ra ngoài biết xe. Nhưng mà con gặp chị đó ở đâu mà có đặt Grab? Thật ra là đặt Grab. Con gặp chị đó ở bên shop ạ. Shop nằm chỗ nào? Shop nằm ở đường số 734. Là cái chị đó đặt Grab con có được biết không? Dạ không. Con không biết gì hết. Đến khi anh Grab chở con về đây con mới biết đúng không? Dạ. Hoàn toàn con không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đến giờ phút này con đã nhận thấy được cái tất cả các hành động, cái cử chỉ từ cái lời nói của con là bây giờ con bị lừa hết. Đúng không? Rồi bây giờ con có nhớ nhà không? Muốn về không? Con có sợ không? Con có muốn đi nữa không? Nhà con kinh tế khá không? Ba mẹ con làm nghề gì? Con ở với ông bà. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con ly hôn từ lúc con còn nhỏ. Ba mẹ ly hôn từ lúc nhỏ luôn. Đó với ông bà. Hiện nay con mấy, có mấy anh chị em? Con có 4 anh chị em. Con là thứ mấy? Con đầu. Con là đầu. Dưới em, dưới con còn mấy em nữa? Trai hay gái? Ba em nữa. Ba em đã trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Hai em gái, một em trai. Hai em gái nữa, một em trai. Em trai là thứ mấy? Em trai là con út. Em trai con hiện nay và ba người em khác hiện nay sống với ai? Dạ, sống với bố dượng với mẹ. Với cha dượng ha, với mẹ. Thế còn ba ruột của em, của con hiện nay đang sống ở đâu? Con hiện tại đang sống ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang, đúng không? Ở Tiền Giang là ở miền Tây đó, đúng không? Lấy vợ khác rồi đúng không? Dạ chưa. Ba ruột và mẹ con ly hôn lâu chưa? Là ly hôn được 11-12 năm rồi. 11-12 năm, từ khi con còn rất nhỏ, đúng không? Thế hiện nay ấy, là những người em đó của con ấy, là có phải em cùng cha cùng mẹ không? Không. Không. Bây giờ con có số liên lạc của anh chị em hay là của ba mẹ gì không? Hoàn toàn không có liên lạc ai hết. Hiện nay á là những người em của con là hoàn toàn là khác cha khác mẹ, đúng không? Ba người em còn lại là khác cha khác mẹ, đúng không? Đúng không, phải không? Ba con có biết là con đi như thế này không? Có biết cuộc sống khó khăn không? Ba ruột con đó. Trong thời gian qua con sống ở nhà thấy là cuộc sống áp lực không? Con còn học không? Con học, hiện nay con trốn học đúng không? Trời ơi, con học lớp mấy? Con học lớp 10. Lớp 10 mà con trốn học đi, con tưởng là con kiếm tiền đúng không? Hiện nay là cuộc sống ở nhà khổ lắm mà. Hàng ngày con được ăn uống đầy đủ không? Bữa ăn buổi sáng thì con ăn buổi trưa. Ăn buổi trưa thì con ăn buổi tối. Ôi trời ơi, ăn buổi sáng thì không ăn buổi trưa. Mà ăn buổi trưa thì không ăn buổi tối. Câu chuyện này có thật không con? Sao ở cái khu vực nhà con còn nghèo khổ như vậy hay sao? Hay chỉ có gia đình nhà con nghèo khổ như vậy? Tại vì con thấy là người ta nhà nào cũng được ăn ngon. Nhà nào cũng được ăn ngon. Mà nhà con không có. Con có được ăn thịt ăn cá giống các bạn không? Đi học là ai là người đóng tiền cho con? Dạ. Ai là người đóng tiền? Ông bà. Ông bà đóng tiền. Ông bà con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lớn tuổi chưa? Ông bà con năm nay 60 rồi. 60 tuổi rồi. 60 tuổi ở ngoài quê là làm ruộng hay làm gì? Làm ruộng. Con hàng ngày con đi học về, con ngoài ra con còn phụ giúp gì ba mẹ à? Phụ giúp ông bà không? Mẹ con, mẹ ruột của con và cha dượng hiện nay là làm nghề gì? Dạ con không biết nữa. Cha dượng con có thương con không? Không. Không thương. Trời ơi. Mẹ con có thương con không? Hay là thương các em con nhiều hơn? Thương các em con thôi. Còn không để ý, không quan tâm đến con. Hiện nay cái lực học của con có tốt không? Dạ không. Không, con mới chán nha. Bây giờ về dáng học con nhé. Nếu không con sẽ khổ mãi. Nếu con dáng học sau này sẽ có một tương lai tốt. Chắc chắn là con sẽ quen bạn trai, quen những người gia đình người ta đàng hoàng. Không bỏ nhà đi này nhé. Con sợ chưa? Rất may mắn là con chưa bị bán đi đó. Khi mà con bị bán đi là các cụ bó tay không tìm được. Và ba mẹ con cũng mất con luôn. Ông bà cũng mất con luôn. Ở đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, các chú ở đây tìm kiếm một ngày rất nhiều các trường hợp giống như thế này. Tuổi đời từ 11 tuổi mà đến dưới 18 tuổi. Một ngày hàng chục, hàng mấy chục trường hợp bị lừa đảo dụ dỗ giống như thế này. Về dáng mở những video, những clip xem. Không có xem các trang mạng khác, không xem những trang mạng ảo. Xem trên trang mạng mình phải biết là các mạng nào thật, mạng nào ảo nha. Bây giờ là khổ lắm đúng không? Trời sáng là con ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì luôn. Ngày hôm qua con đi máy bay ấy, con được ăn gì không? Con trốn đi là con trốn đi. Con có đem quần áo đi không? Con đem bao nhiêu đấy? Đâu, nhấc lên chút xem nào. Cầm nhấc lên chút xem nào. Cúng đồ đi hơn. Trời ơi. Tội quá trời tội này, cô chú anh chị. Chú anh chị coi. Chưa có một cái trường hợp nào tội như thế này.
đây là hoàn cảnh thực sự là bố mẹ ly hôn nhau vì cuộc sống vô cùng khó khăn, nên bé mới tìm đường chán học và tìm đường học lực học kém, tìm đường đi làm kiếm việc khác, không ngờ bị lừa đảo. Cũng nên là nhờ anh gặp anh Grab này, anh gặp khóc rồi mới chở hẳn vô đây. Grab này nó là tốt bụng đó, nhưng là gặp anh này anh gặp đi anh chở đi chỗ khác làm điều xấu thì có thể là điều gì xảy ra thì cũng chưa biết được, đúng không? Điều gì xảy ra chưa biết được. Em là em gặp em gái này ở chỗ nào mà em chở ở đây? Em đang đi chạy Grab là có một người điện đặt Grab cho em. Xong là lại đứng bé này, cái chị kêu chở bé này đi, là em chở lại đúng cái địa điểm mà trên cà Grab nó đặt á. Rồi xong rồi tới bến xe, rồi cái đầu bé này nói sao lại chở lại bến xe, cái em nói là cái người chị kia đặt ở đây mà. Cái bé khóc quá, cái em mới điện ngược lại chị kia nói là cứ để nó ở đó đi, rồi xong rồi anh đi về. Cái anh em mới hỏi là bé này rồi giờ sao em, cái em nói giờ em đang kiếm việc làm mà anh bỏ đây em biết làm sao. Em thấy bé khóc quá bỏ không nở, rồi em chạy vòng vòng kiếm, rồi em lên YouTube á, em kiếm số điện thoại của hiệp sĩ mấy anh á, rồi em điện giờ cho bé lại đây cần hỗ trợ. Rồi, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em, cũng như cảm ơn cái tấm lòng tốt của em rất nhiều. Hy vọng trong thời gian tới thì nhiều cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng, nhiều người thương anh em nhiều hơn. Em cho anh hỏi là em họ tên đầy đủ là gì mà hiện nay em đang làm việc chạy Grab ở đâu? Dạ, em tên là Trần Quang Hiếu, em ở Thủ Dầu Một. Hiện nay em chạy Grab ở khu vực nào em? Dạ, tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương, quanh tỉnh Bình Dương, là gặp Trần và gặp Hiếu, một người thanh niên rất tốt bụng. Em có vợ chưa? Em đây là rất là tốt. Dạ. Em có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa có vợ, hy vọng tới đây là nhiều cô gái khác sẽ tìm đến em. Dạ, rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, ok. Rồi, nói chung là cái chị đó là kêu em là cứ bỏ nó ở đó liền, đúng không? Dạ đúng rồi, là tắt máy luôn, không điện được. Vâng, chị bà con, bé này là bán điện thoại rồi được bắt máy bay vào đây, bắt đầu là đóng tiền xong rồi mắc luôn tiền là ăn uống gì tối qua từ xe chưa ăn uống gì hết. Nhờ cái Grab này cũng tốt bụng. Bây giờ ấy là chú muốn liên hệ cho gia đình con để chú giúp con để con về quê được không? Con có số điện thoại của ai không? Chú liên hệ chú chưa gọi được không? Thế bây giờ con muốn về quê, con nó biết địa chỉ con về không? Một mình con là con về bây giờ người ta sẽ lợi dụng con này. Con có sợ không? Con có sợ bị nhiều vấn đề khác không? Con có biết không? Con có biết là con là con gái không? Đó. Những ngày vừa qua con có bị ai xâm hại gì con không? Không, chắc không? Có thì nói các chú giúp, các chú cứu con. Giờ con nói thiệt với mấy chú đi. Có không? Từ tối qua này có ai xâm hại gì không? Có ai xâm hại con không? Thiệt không? Có anh nào xâm hại không? Không mà, chỉ có gặp duy nhất một chị đó thôi. Chị đó họ tên đầy đủ là gì? Con không biết họ tên của chị ạ. Khuôn mặt làm sao, hình ảnh làm sao? Chị ở tên là Ngọc thôi. Số điện thoại bao nhiêu con có nhớ không? Không. Đây là một trong những trường hợp phải nói là gia đình vô cùng khó khăn. Vì khó khăn nên bé mới tìm đường để đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều các gia đình hiện nay đang gặp phải. Hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hãy chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa trong cái clip này, để cho các người cha, các người mẹ, các bậc phụ huynh xem những clip này. Đây cũng là một trong những lời cảnh tỉnh tránh tình trạng cầu cứu đội hiệp sĩ của nhà Bình Dương, cũng như là đi trình báo cơ quan công an trong thời gian vừa rồi. Bởi vì trong thời gian vừa rồi rất nhiều các gia đình, các trường hợp đã cầu cứu và là khóc rất thảm thiết. Cái trường hợp này ngày hôm qua, ngày hôm kia có nghe phụ huynh có điện rồi, nhưng mà đã anh em lục là hết mấy cuộc gọi ghi âm, thì có nghe là ba mẹ quầy tối này có điện, nhưng mà anh chưa biết là cái cuộc ghi âm cuộc gọi nào, nhưng mà chắc chắn là trong chiều nay sẽ liên lạc lại. Rồi nè, nghe chú hỏi nè, cái lúc mà con vô cái chỗ shop đó con có làm ngày nào chưa? Có làm được ngày nào chưa? Chưa đủ tuổi nó đuổi luôn mà. Nói chung là nó vô đây là nó nhắm mục đích chính là lừa đảo. Nó lừa đảo á. Là kiếm con là hơn 5 triệu đúng không? Đúng không? Đóng 5 triệu mấy rồi? Hóa đơn đâu? 5 triệu rưỡi. Đóng 5 triệu rưỡi giấy chú nghe. Có giấy tờ gì không? Có đơn gì không? Đóng giấy, đóng bằng miệng. Đưa bằng tiền mặt mà đóng bằng miệng. Hoàn toàn không giấy. Hiện nay trong người con còn tiền không? Móc hết trong túi chú xem. Đứng dậy móc đi. Chú xem. Cái gì móc này con còn con giấy tờ con lấy ra hết rồi cho chú coi thử coi. Đèn. Khẩu trang này con mua từ nhà hay ai cho con? Con mua từ nhà. Mua từ nhà đi. Trời ơi. Đi đem mấy này hả đúng không? Dạ mút ơi. Tội quá trời. Không có một cái gì khác, thẻ bảo hiểm phải không? Bây giờ này các chú giúp con. Các chú giúp con về con tiếp tục con lên đường con về học. Nhá, giúp con về. Nhá. Từ đây lên về nhà không được nghe bất kể một người nào cả. Được không? Nhá. Người ta dụ, người ta nói là không có tin. Không có tin bất kể một gì hết. Nghe rõ không? Chú cứ ghi cái số điện thoại của các chú ở đây này. Cần gì trên đường con gọi điện, các chú giúp. Cần thiết nhớ biển số xe, nhớ mặt. Nhớ biển số xe. Ghi vô
gọi điện cho chú ở các tỉnh như chú giúp để từ đây về quê. Còn từ đây về nhà xác định rõ bây giờ gia đình mình khó khăn, mình phải cố gắng hơn người khác. Người ta không khó khăn thì người ta cố gắng 10, mình khó khăn hơn người ta mình phải cố gắng 20, để hy vọng sau này con có một cái cuộc sống, một cái tương lai vững chắc hơn nha. Sau này lớn lên còn lấy chồng này, đúng không, còn sinh con này, còn mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, nhà lầu này, ví dụ như vậy. Còn nếu như con mà trốn nhà đi tiếp tục như thế này là cái cơ hội con để quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, cũng như gặp mặt gia đình để nói chuyện hoặc nói chuyện các chú là con không còn 1% nào, là con mắc luôn á nha, đi đâu không biết luôn á. Nó sẽ bán con sang Trung Quốc, sang Campuchia hoặc sang Thái Lan hoặc sang tất cả nước khác. Nó bán con giấu mấy cơ sở mà quán cà phê, massage. Bắt buộc con phải phục vụ, con không phục vụ nó sẽ phạt. Con có sợ không? Sợ chưa? Con có điều nào con nói chuyện ở đây để hy vọng là cha dượng của con, mẹ con và gia đình con hiểu con và thương con nhiều hơn, để trong thời gian sắp tới con tiếp tục ở trong phía Nam này, con về Bắc, về miền Trung để về gặp gia đình con thương con và yêu thương con nhiều hơn, chăm sóc con nhiều hơn, quan tâm con nhiều hơn. Con nói chuyện đi, nói đi con, không có sợ, các chú giúp nhé. Trời ơi, đây là thật sự là bé trắng trẻo đẹp gái. Và nếu mà một gia đình có điều kiện một xíu thì bé này cuộc sống sẽ tốt hơn rồi. Nhưng đây là một gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bé chia sẻ là cái câu chuyện là ăn sáng, mà ăn sáng thì sẽ không ăn trưa, mà ăn trưa thì sẽ bỏ bữa tối. Đến thời đoạn đại bây giờ là 2022 rồi, thời đại 4.0 rồi, đúng không ạ? Mà giờ này vẫn còn ăn cơm có một bữa đến hai bữa, là bữa ăn bữa nhịn. Ăn thì không có gì. Câu chuyện này bé chia sẻ này phải nói là cả cộng đồng mạng, tất cả các cô chú, anh chị ở trên cộng đồng mạng, ở trên tất cả các vùng miền xem video này, có lẽ là phải nói là rất những giọt nước mắt rất nhiều. Bản thân chú xem đây chú cũng rất thương cho con. Nhưng các chú đây thì không ăn được đó, mà con thì không có để ăn. Con chia sẻ cái câu chuyện như vậy là có thật không? Là khu vực nhà con ai cũng như vậy hay là duy nhất chỉ có một mình gia đình nhà con là đói như vậy? Con có phải ăn khoai ăn sắn không? Có được ăn thịt ăn cá không? Gia đình có mua thịt cá cho con ăn không? Không, không được ăn bao giờ. Một tháng con ăn được mấy lần? Một tháng ăn được 1-2 lần thôi. Trời ơi, một tháng ăn được 1-2 bữa thịt bữa cá thôi. Các em của em giống vậy không? Ăn một mình em thôi. Các em cũng như vậy. Các em được ăn ngon. Các em được ăn ngon hơn. Có nghĩa rằng gia đình con đối xử với con một cách là không có bình thường. Chú hy vọng là cha dượng con và mẹ ruột con xem video này, ai cũng là người, ai cũng là con. Con còn rất nhỏ, không nên thiên vị, không nên về một hướng. Ai cũng là con nào là con, mình đối xử tốt thì sau này chúng sẽ tốt lại mình. Tình trạng như vậy con mới lên mạng con xin việc làm đúng không? Vì khổ quá đúng không? Khổ quá đúng không? Mục đích của con là con làm để con gửi tiền về chăm sóc cho ông bà, hay là để làm cách nào? Con muốn đi làm kiếm tiền với bản thân, giúp đỡ ông bà và ông bà khó khăn. Thôi bây giờ chú cũng làm này, chúng đi giúp người, chúng không xin xỏ ai cả nha. Nên vì vậy kinh tế tụi chúng cũng không khá giả gì nhá. Chú gửi con 1 triệu để con đi đi tàu xe, ăn uống gì đỡ nha. Con cầm đấy. Cảm ơn chú chưa? Cảm ơn. Tội quá trời tội luôn. Đây chú Hánh Tử thành phố đây. Chú thành phố cho con tiền ăn. Đi về ha. Nhưng mà chú muốn là con nói với chú là hoàn toàn phải sinh hoạt nha. Con nhớ không? Về cố gắng nha. Mình không được cãi lại nha, phải ngoan, không được chống đối nha, không được gan lì, phải nghe lời. Bây giờ khổ, con đường duy nhất là con phải học. Đây là anh Thường trong đúng là trong đội thành viên của chỗ anh Hải. Đó thì đây có ba chú thì giúp đỡ cho con mỗi người một ít nha. Hy vọng là cũng không có đủ thì không biết thế nào cho vừa. Nhưng mà các chú kinh tế cũng không gọi là giàu có gì, mình chỉ đủ sống thôi. Cái sức của các chú chỉ giúp của con là như vậy thôi. Thì cũng gần được 2 triệu rồi. Thì hy vọng là chú sẽ, các chú ở đây sẽ bắt xe cho con để con về quê nhá. Sẽ mua vé cho con về Nghệ An nhá. Mà có chú con có cam kết với chú là con về hẳn không? Về thẳng nhà không? Về thẳng nhà nhá. Có sợ chưa? Thương quá nha. Trời ơi, giờ này đến giờ phút này vẫn còn ăn một ngày một bữa này, làm sao mà sống được. Cái công việc hàng ngày của con ở ngoài nhà, ở ngoài quê á, là con đi học về con làm cái gì?
con đi cắt cỏ cho bò. Cắt cỏ cho bò luôn. Cắt cỏ cho bò. Rồi sau khi cắt bỏ con bò đó là tiền đâu ra con để dành mà con mua được cái iPhone? Tiền đó là nhà trường cho. Nhà trường cho con mua được cái iPhone để dành xài. Cô chú, anh chị, cô bác đó trong nhà trường rất là thương con hay sao? Thương con không? Mọi người thương con, các bạn con có thương con không? Có kỳ thị con không? Thương con ha? Ai cũng thương con đúng không? Con học có giỏi không? Không giỏi nhưng con có ngoan không? Con nói thật là con thuộc dạng mix so với các bạn là con có ngoan không? So với các bạn thì con ngoan hơn một chút rồi. Theo như so với các bạn là con ngoan hơn một chút ha. Rồi chú hy vọng chú chỉ cần yêu cầu con ngoan như vậy thôi là đủ rồi. Nhưng mà cố gắng học hơn. Con nhập tâm mà không yêu đương gì nhá, không nghe lời bạn xấu bên ngoài nhá, cố gắng học sau này sẽ có một tương lai vững chắc hơn, tốt đẹp hơn. Con có nghề có nghiệp ổn định sau này con mới đi chồng họ con hẳn hoi tử tế được. Còn nếu như con không có nghề nghiệp hẳn hoi thì sau này con lấy những người người ta cũng lại khổ thôi nhá. Không yêu đương thì nhá, cố gắng nha chú. Mấy chú mong mà giúp con lần này con về con thành công, sau này con quay qua con nhớ mấy chú. Chú hy vọng là cái cuộc tìm kiếm và cái cuộc giúp của con hôm nay là cái cuộc kết thúc, mà chú hy vọng là chú sẽ nghe được những cái tin của con là tin tốt đẹp từ con gửi đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương nói riêng cũng như là chú Công Trần và chú thám tử đường phố nha. Ok không nha? Rồi mà chú mà muốn là con nói sự thật nha, không nói dối nha. Quay ra quay lại mà người ta điện báo là con rồi, con đi vòng vòng ngoài đường y như tình trạng y như vậy nữa là mấy chú đem con về, con chú đem lên công an á nha. Rồi chú con có điều gì con muốn chia sẻ trên video này? Cái thứ nhất là con chia sẻ cho các bạn ngang tuổi con từ 11 tuổi đến dưới 18 tuổi, các bạn, các em, các chị bỏ nhà đi giống như con bây giờ rất nhiều luôn. Con có điều gì con muốn chia sẻ cho các bạn không bỏ đi đâu. Con chỉ cần nói một vài từ thôi để cho các bạn không có bỏ đi, nhưng không giống như vậy là đi rồi đi hoài nhiều quá ấy. Nói đi con. Đừng có bỏ nhà đi, bỏ nhà đi khổ lắm. Người ta lừa hết tiền. Thương không? Quá thương luôn. Một bé gái tuổi đời rất nhỏ. Thực sự là chú nghe những cái câu chuyện rất thương. Con cũng như là tuổi con của chú thôi. Con và chú ở nhà thì bây giờ phải lo cho ăn cho uống đầy đủ, mà đây thì con lại không được ăn được uống gì. Thực sự là chú không, đến thời đại bây giờ chú không muốn nghe mà không muốn nhìn thấy những cái hoàn cảnh, những điều, những cái trường hợp giống như thế này. Đến giờ phút này còn ăn đói thế này thì làm sao mà sống được. Con có điều gì con cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, chú Nguyễn Thanh Hải, chú Công Trần, chú Thám Tử Đường Phố. Cố gắng về tu tỉnh trở thành một người công dân tốt có ích cho xã hội con nhé. Thằng này là con phải rút kinh nghiệm suốt đời luôn nha, nhớ nha. Rồi con ở đây thì tí các chú tính cho sắp xếp xe pháo làm sao, các chú mua vé cho con về nha. Khi nào con về nhà con điện thoại cho các chú ở đây, cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, cho chú Nguyễn Thanh Hải, chú Công Trần, chú Thám Tử Đường Phố, điện thoại cho ai cũng được, báo tin là con đã về nhà để các chú yên tâm nha. Thôi vậy ha. Được rồi, con lại cảm ơn anh Ráp cả. Con cảm ơn anh Grab đi. Anh cảm ơn Grab. Anh rất tốt. Anh rất tốt. Cảm ơn Grab đồng hành. Cảm ơn anh đồng hành. Đứng lên, cảm ơn anh đồng hành. Đứng lại, cảm ơn anh. Đứng lên, cảm ơn anh đồng hành. Đừng khóc, không sao hết. Rồi, vậy chắn đừng có bỏ nhà đi nữa chưa. Đó. Anh là tốt, anh giúp em đó. Đó, là người khác là người ta sẽ chở chỗ khác người ta làm bậy. Đúng rồi, Grab này rất là tốt. Nghe cho con. Thương quá trời thương luôn. Thưa anh chị bà con, thì nói chung là cái anh Ráp này là nói chung xã hội bây giờ ấy thì người tốt cũng nhiều nhưng không phải là dễ gặp, thực sự như vậy. Nhưng người xấu thì đa số rất nhiều luôn, nhưng người tốt thì bây giờ thì không phải không có, có nhưng không gặp được, gặp thì hiếm lắm đó. Trên này này, hy vọng là con không phải lúc nào con cũng gặp được người tốt giống như thế này. Cái nhất là gặp anh Grab tốt, cái hai là gặp các chú giúp nha. Em đây, em đây Grab, em bình thường em chạy Grab rồi mà em đi làm gì nữa, có làm gì thêm không? Em mới lên đây được một tuần. Em có hết giúp người ta như tụi anh không? Có chứ. Hết phải không? Rồi, hết thì cứ lãnh đảm đi qua chơi đây tụi anh. Qua đây tụi anh. Của tụi anh. Qua đây rồi, có ngày ở đây giúp bà con nhiều lắm. Ở đây là không lương, không công. Đó. Không. Thôi nha. Rồi, cho phép Công Trần xin được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô bé gái. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Rồi, đây. Em Thám Tử Đường Phố xin chào quý anh chị bà con. Thì nói chung ra thì hôm nay trưa nay anh em cũng gần tới giờ cơm tính giờ rồi, nhưng mà có cuộc gọi từ anh Grab này, anh em đứng chờ đợi thử coi là nếu mà anh em lúc nào không nghe điện thoại để giúp thì bé này
cũng buồn hơn lắm rồi.